Chào toàn thể các bác thợ đánh chim đêm nhé. Hiện tại thì em đang ở bàn đánh chim đêm của ông Anh này. Đấy, hôm nay thì ông Anh bảo mang cho ông Anh cái đèn. Cái đèn cũ vừa rồi mua gần 200 nghìn, nó tối quá anh ạ. Đấy, thì đây là cái đèn mang cho ông Anh này. Phụ kiện bao gồm ý, thì nó đầy đủ hết anh ạ. Đấy, thì bác nào mà đang sử dụng cái mẫu đèn pin mà độ sáng gần và chế độ pin nó kém ý, thì các bác có thể là tham khảo sang cái mẫu đèn này nhé. Đây là mẫu đèn đội đầu, đấy, phù hợp cho các bác là thợ đánh chim đêm. Đấy, đặc biệt là anh em đánh chim đêm thì không thể thiếu được cho mình cái đèn rồi. Đây này, một cái dây sạc này. Đấy, một cái kính pha vàng để anh em soi ếch này. Cái này thì về anh em muốn kính soi và pha vàng ấy, thì anh em phải bóc ở đây ra nhé. Đấy, bóc nó có hai cái bìa lớp miếng đề can chống xước này. Đấy, anh em bóc ra anh em sử dụng. Một cái xanh này. Một cái dây đeo này. Đấy, một cái dây đeo sơ cua nữa đây. Đấy, còn đây nguyên cái đèn thì nằm ở trong cái hộp chống sóc đây. Hàng này thì bảo hành cho anh em là 15 ngày lỗi hỏng đổi trả nhé. Đấy, pin nó có báo dung lượng pin này. Và mức độ soi xa thì cứ bảo hành cho anh em là tầm khoảng 500m là ok. Đấy, và pin dung lượng dùng liên tục thì nhà sản xuất nó báo cáo lên thì là được 12 tiếng. Nhưng cứ báo cụ thể cho anh em là cố gắng dùng 18 tiếng. Lỗ pin báo này 25 này, 50, 75, 100%. Đây là đây. Và cái công tắc sử dụng đây này nha này. Đấy, thì khi chúng ta bấm lên nó sẽ sáng như thế này. Và mức độ sáng thì anh em thấy thực tế này. Đấy, soi ra bàn chim này. Đấy. Chỗ này như lúc đấy dính con rẽ đây này, con rẽ này. Để anh em nhìn thấy nhá, để em zoom máy quay ra nhá. Đấy, zoom ra tới nơi mà. Đấy. Đấy, con rẽ đây. Đứng đây là quản lý hết rồi anh ạ. Rẽ nhìn thấy. Đây này, đây con rẽ đây. Anh em thấy sáng chưa? Đấy, mức độ sáng này ghê. Đấy, còn về cái đèn này thì đây phóng xa nhá. Phóng xa cho anh em này. Đấy, tìm đây đối tượng soi là cái lùm cây kìa. Đấy, anh em nhìn thấy sáng trắng này. Đó. Còn mức độ soi sáng xa hơn này. Ở đây xem cái nhà trần đâu. Đây cái nhà trần này. Anh em thấy thực tế nhà trần bây giờ zoom lại sáng trắng còn một luôn. Đấy thì mức độ sáng thì anh em yên tâm rồi. Đấy thì nó có ánh sáng trắng kiểu ngà vàng này thì phù hợp luôn cho anh em soi ếch xoáy các kiểu. Đấy và nó có 3 lớp nhé. Đây, một lớp sáng này. Một lớp chế độ tiết kiệm điện này. Lớp thứ hai nhấp nháy này. Đấy, cái chế độ nhấp nháy này thì phê đấy anh em này. Soi bắt con chim thì bắt nó sướng này. Đấy, bây giờ thì cũng hơn 9 giờ ở đây được 2 con trích này. 2, 4, 5, 6, 7, 8 con rẽ. Đưa cái đèn cũ của anh đi xem này. Đấy, đèn cũ của ông Anh đi. Mức độ soi sáng. Để test luôn anh em nhá. Đấy, mức độ soi sáng đèn của ông Anh mua hình như 200 nghìn. Anh em soi ra con rẽ kia. Tôi coi như chịu chết thì không nhìn thấy gì anh ạ. Đấy. Đấy. Đấy, còn đây là cái đèn em đang sử dụng này. Đấy, ngước lên anh em này. Đấy thực tế. Đó, thì nó sáng trắng kiểu như này. Đấy con rẽ đấy. Đấy không cần zoom nha anh em nha, nó cách tầm khoảng 30m đấy. 30 béo. Không hết 30m, phải 50m. Thì cái đèn này thì cứ bảo hành cho các bác là soi là chế độ 500m nhé. Đây. Đấy, hai cái đã khác nhau hoàn toàn này đây. Đấy, đây này, một con đom đóm. Một con đom đóm đực. Đấy thì là hai cái đèn nó khác nhau, còn cái này thì giá cả của nó thì nó cũng vừa tầm thôi, nó mấy trăm nghìn đồng anh ạ. Đấy, anh em quen biết thì hay xem video của em ấy thì đặt trực tiếp thì nó chỉ có 430 thôi. Đấy, còn anh em ví dụ nhờ anh em không biết là điện đến là ví dụ khách ở nhà em chốt thì là thường thường 450. Đấy, bởi vì một cái đèn này thì đóng gói gọn hoàn thiện đi, có cả chế độ bảo hành thì được 30 nghìn của anh em thôi. Đấy, và đây là cái mẫu đèn đội đầu nha anh em nhé, rất là nhẹ, nó chỉ rơi tầm khoảng 3 lạng cho tới 4 lạng thôi. Em không cần thực tế nhưng đeo đội ở trên đầu thì nó hợp lý. Đấy thì hàng này thì nó là hàng nội địa của Trung Quốc này anh em này, hàng nội địa nhé. Đấy, mẫu đèn này thì anh em cứ check ở trên các cơ sở người ta có bán xem. Đấy, mẫu này là XZ9158 này. Đấy, chế độ 12 cái tiếng pin nhé. Mức độ xoay xa thì đây nó báo trên đây này. 1000m này. Nó đầy đủ hết anh ạ. Đấy, cái chế độ pin thì đây. Từ 8 đến 12 giờ này. Đấy, và đây là đèn, nói chung là tuyển chỉ Trung Quốc thì khó đọc lắm anh ạ. Đấy, quan trọng các bác mua về các bác dùng thì thực tế thì mới biết được. Đấy, còn nói chung là nó cũng có chế độ hết. Đấy, bảo hành bảo hiếc là có đầy đủ hết thì anh em yên tâm. Đấy, hàng nội địa nó có bảo hành, còn các bác mua nhiều khi ở trên Lazada hay là các thứ ấy thì cái thứ nhất là không được kiểm tra hàng. Cái thứ hai nữa là lỗi hỏng đổi trả thì mình không biết bắt đền ai cả. Nên là anh em cứ cố gắng mua nhé. Đấy, còn bàn giao cho đại ca. Đấy, tối nay đại ca chỉnh cái đèn này đi bắn chim thì không phải nghĩ đâu. Ok nhé. Bác nào mua cái đèn này liên hệ cho em. Bây giờ chào các bác đây. Nấu luôn.